Hải đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang hướng dẫn các bạn cách buộc dây cước vào lô, cách đơn giản, nhanh, tiện dụng và hiệu quả nhất. Đây, bạn quấn vòng hai vòng, quấn lên một vòng này. Vòng nữa này. Đấy, cầm hai đầu dây này. Đấy. Bạn luồn cái đầu dây này, luồn vòng qua. Đấy, mấy cái đầu dây này cứ luồn vòng qua tầm khoảng 5 vòng. Một này. Đang vừa mới quay là 1, 2, 3, 4 bạn kéo làm tạm 4 vòng các bạn xem, bạn kéo. À. Được một cái thòng lọng, gọi là thòng lọng. Rút ra. Vòng vào. Vòng hai vòng. Vào lô thôi. Đây là lô máy KM 5000 và Zomoshi cối nông. Các bạn lôi thôi, lôi dây test thử đây, càng giật càng chắc. Đấy. Cái mút buộc của nó này không bị tuột. Máy màu đen nên là cái dây màu đen cũng hơi không nổi lắm, bạn giật thoải mái. Đấy. Vừa rồi Hải đang vệ sinh để giới thiệu các bạn cách buộc cước vào lô của máy câu cá. Hải đang vệ sinh chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang vệ sinh.